Như thầy nó nói rồi, mình phải cố gắng đi. Thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh, có nghĩa là tôi sống với hai cháu ở đây, phải không, mà tôi không có ham muốn sự giàu sang, thấy không, không muốn tranh chua dưới đời, thấy không, không muốn làm thế nào để cho hơn người ta hết, thì tức là mình đã bước vô một bước nào đó nhỏ nhỏ trong cái câu này. Bởi vì thầy nói rồi, cư trần bất nhiễm là người thánh nha, là tức là ta, mình ở thế gian này mà mình không có nhiễm cái sự là Đức Thầy nó nhiễm trược đó, là nhiễm tất cả hết là nhiễm trược rồi, thấy không? Bởi vì là cái gì mà nó không còn thanh là nó trược hết rồi, mà chúng ta đã bước. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Tạo và chú Ba Tu xin kính chào toàn thể quý vị kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Tạo xin hỏi chú Ba một đoạn giảng như sau. Đức Thầy cũng cho biết là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, gán tầm vào đến chỗ an cư. Dạ kính thưa chú Ba, thì trong buổi khổ là buổi này, buổi này thì thật sự ra dịch bệnh rất là khổ chú Ba. Mọi người rất là điêu đứng, điêu linh và khó khăn mà tổ cùng. Vậy rồi Đức Thầy dạy tránh khổ là tránh như thế nào? Dạ xin chú Ba trình bày cho bà con và mọi người cộng đồng mạng nghe chung để được hiểu biết để tránh khổ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Quốc Tạo thân mến, thì đối với giáo lý Đức Thầy mà cháu hỏi đó, thì mình cũng xin thưa thế này. Dạ kính thưa với cô bác anh chị trên cộng đồng mạng thân thương, và chúc quý vị được trọn vẹn một niềm vui trong giáo lý của Đức Thầy tôn kính, và cố gắng trau dồi hạnh đức để mình tránh những cái sự khổ đau trong thời dịch bệnh nhiễu ương này. Kính thưa với quý vị, Quốc Tạo cháu có hỏi cái câu là trong cái bài Thiên Lý Ca, trong buổi khổ thì mau mau tránh khổ. Vì quý vị thấy đó, thì Đức Thầy đã nói rồi, thì mình nói hơn nữa thì chắc chắn là cô bác anh chị mình đã biết được rồi. Học giáo lý Đức Thầy thì mình đã cũng hiểu biết được rồi, vì lớn nhỏ gì mình cũng ai cũng quy từ 50 năm, 30 năm hết. Và chính tôi đó thì hôm nay mình thấy mình hôm nay 75 tuổi thì mình theo đạo ông, theo ông bà cha mẹ mình đã tu theo Đức Thầy đó, thì cũng là 75 năm rồi. Quý vị thấy trong 75 năm đó thì chúng tôi và quý vị nhìn lại á, thì nó là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Vì gì mới đây mà chúng tôi và quý vị đã là mái tóc đã bạc đầu, mới đây mà chúng tôi và quý vị đã là 75 tuổi, 75 năm rồi, 75 tuổi. Mà hơn nữa trong 75 năm này đó, là từ khi mà biết lọt lòng mẹ mà chào đời đó đến bây giờ đó, thì có cô bác anh chị em đồng đạo nào chúng ta được hạnh hưởng những cái niềm vui chung trong cộng đồng xã hội hay là không? Đây là tôi xin hỏi lại. Rồi quý vị cũng nên suy nghĩ lại coi câu hỏi đó nó có đúng vào cái văn từ mà hôm nay chúng tôi và quý vị đã gặp mặt hay là không mới được. Bởi vì tôi biết rằng hồi thời gian mà mình đã lọt lòng mẹ rồi đó, thì một cậu bé nào mà được là có một niềm vui chung nhất đó là cất lên hai tiếng tu qua, thì chắc chắn đó cậu đó sẽ lớn lên sẽ là có một niềm vui chung cho gia tộc. Còn nếu mà một số cô mà cô bác nào cũng như trang lứa tuổi mình hoặc là nhỏ hơn 5-3 tuổi, thì quý vị có nghĩ rằng khi đó mình có niềm có cất lên hai tiếng tu qua hay là khóc hai tiếng khổ a? Cái này là nói đúng hơn đó là không phải là mới khổ đây đó, tôi muốn nhắc lại cho Quốc Tạo thấy đó, không phải là khổ đây mà khổ hồi khi mới lọt lòng mẹ, thấy không? Thì tất cả mọi người trên xã hội này đều buông hai tiếng khổ a, thấy không đó. Rồi khi chà mà được là thấy những cái khổ mà khi là da thịt của mình bị gác đó,
nha, bị gì lọt lòng mẹ thì còn ướt áo nè, còn ướt đó. Rồi khi mà rát da thịt rồi mới cắt lên 2 tiếng tu qua, mới nói mẹ ơi hay là cha ơi hay là ông bà ơi gì đó, kiếp này con phải tu mới qua, thấy không? Nếu mà con không tu là khó chắc không qua đâu, thấy không? Mà chỉ khổ a suốt cả cuộc đời mình. Đây là nói cái bằng chứng thực tế để cho Quốc Tạo thấy được cái niềm tin mà chính mình đã có khổ hay là không khổ trong cái buổi hạ quân này. Vì thế mà Đức Thầy đã nói câu nói, quý vị thấy thương đi, thương Thầy đi quý vị. Đức Thầy nói trong buổi khổ, mau mau tránh khổ, là tức là đời hạ quân mạt pháp này, thấy không, là chúng tôi và quý vị sống trong cái sự sống khổ. Còn Đức Thầy nói sao? Nó là cảnh hồng trần biển khổ dơi dơi. Ở trên thế gian này đó là khổ dữ lắm, khổ luôn. Nó thật sự quý vị, không biết là cô bác anh chị mình có cảm nghĩ được cái khổ này hay là không, trong thời gian tuổi mình còn son trẻ. Chớ tôi đã nói thật với quý vị đó ha, cũng nhờ cái duyên lành đó, là mình nghe lời thầy dạy đó, là duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Đó là trong cái thời gian đó đó, mình đã sống trong một cái gia đình là trung nông, cũng không phải là một nhà nho giáo đặc biệt, nhưng mà ông cha của mình đã được hấp thụ trong cái những lời giáo huấn của Đức Khổng Tử đã để lại, để cho ông cha mình đã học được. Thì đến thời gian của mình đó, thì dầu cho mình còn nhỏ dại, nhưng mà may mắn là mình gặp được giáo lý Đức Thầy. Bị dưới gì biết không, tôi mà tu được đây đó cũng có cái duyên lành như thế này. Mà không biết quý vị cảm nghĩ có giống tôi hay là không giống với cái độ tuổi như tôi. Cũng như thời gian năm 1947 là tháng 2, Đức Thầy từ giả đồng đạo để ra đi dạo Ta Bà. Để là Thầy có nói đó, để cho Thầy đi dạo Ta Bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Chứ không phải là Đức Thầy ở lại miền Nam Đức Việt mà dạy mình suốt cả cuộc đời. Nhưng mà tôi may mắn lắm cô bác anh chị, may mắn. Vào năm 1919 Đức Thầy ra, được Đức Bà sinh ra. Đến năm 1939 Đức Thầy sai sáng nền đại đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đến năm 1947 Đức Thầy đi dạo Ta Bà. Thì trong cái buổi dạo đó thì tôi chưa có được sinh, tôi vẫn còn trong bụng mẹ của tôi. Nhưng mà may mắn thai vào cuối từng tháng mùa đông, cũng là mùa đông này đây, là tháng 11, thì mẹ tôi sanh tôi ra cũng vào cái mùa đông của năm 1947. Tôi rất lấy làm vui mừng là khi lớn lên rồi á, khoảng 17-18 tuổi là khi tôi giác ngộ đó, tôi có cái cảm nghĩ khác, là cảm nghĩ rằng mình có cái duyên gì cho nên mình được là sinh trong một cái năm mà Đức Thầy đã vắng mặt. Đó là hữu duyên rồi quý vị. Ngay lại vì mình chắc mình cũng đến cái phần tu tập như thế nào mình có cái hữu duyên. Mà Đức Thầy nói là hữu phần thì lại hữu duyên, sửa tâm hiền đức cảnh tiên. Quý vị thấy không? Thì mới được gần. Thì hôm nay quý vị thấy đó, là trong cuộc đời hành đạo của em cháu đó, nó thật với quý vị đó, thì đây là khuyến tấn thôi. Nếu cô bác nào mà tin đó ha, thì đến tại nhà của em cháu cũng như cháu Quốc Tạo đây, thì quý vị sẽ thấy được cái hành trang mà từ khi mình lớn lên 17 tuổi, năm 18 tuổi mình đã đi vô trong cơ sở đạo mình tu, năm 17 tuổi thì mình quy y tại nhà, năm 18 tuổi mình đến cơ sở đạo mình tu, thì từ đó đến giờ đó thì mình đã được thấy cái gì và mình hưởng cái gì, mình làm cái gì như lời Đức Thầy đã dạy. Thì cũng thưa với quý vị, chúng tôi rất mừng, bởi vì Đức Thầy đã nói cư trần bất nhiễm là người thánh, thấy không, lãnh tục đừng mê chứng bực hiền. Bây giờ muốn tránh khổ thì quý vị tránh làm sao đây? Nếu mà chúng ta còn vui, nó còn vui như ca hơn cái câu mà Đức Thầy nói cư trần bất nhiễm nè. Bây giờ mới ở thế gian này mình còn nhiễm rồi thì mình làm sao mà tránh khổ, phải không đồng đạo Quốc Tạo? Dạ. Đó cho nên muốn tránh khổ thì
nghe lời Đức Thầy dạy. Mà Đức Thầy nói chung chứ không phải nói trong một ngày này, phải không? Đức Thầy nói trong bài Thiên Lý Ca là trong buổi khổ, thấy không? Mình xin đọc lại đi, nãy mình hỏi mình cũng cái từ mình cũng hơi sai nữa đó. À, tôi trả lời cũng sai trong từ đó nữa. Thầy nói trong buổi khổ mau mau tránh khổ, thấy không? Mà trong cái buổi này là buổi gì? Buổi thời hạ quân mạt pháp, buổi cái là khoa học kỹ thuật hiện đại quá, hiện giờ đang sống trên thế giới này mà chính nhân dân và đồng đạo của mình cũng đang bị là xói mòn trong cái sự chia sẻ này nữa. Bởi vì bây giờ đó, nếu mà sống như ngày xưa thì cô bác mình đâu có sống được, phải không? Sống ruộng rẫy cũng như là sống làm ăn chân chất thật thà, rồi sống dưới những cái nhà cha lá tạm bợ, thấy không? Thì bây giờ hết rồi là quốc tạo ơi, thấy không? Nếu còn như vậy thì mình mới tránh khổ được. Bởi vì ông bà ngày xưa nói sao? Khôn cắt trại, thấy không? Dạ thì cắt nhà. Mà bây giờ đồng đạo thấy cơ sở mình ở đây mà còn cắt bằng xi măng, cột sắt, không chi là người ta. Mình nói là nói không được chỗ này. Nhưng mà cái đó là gì? Đó là tại vì hiện tại nha, cuộc sống của đời thường phải đua chen trong xã hội. Nhưng mà mình biết được trong cái sự sống này không bền vững, cho nên mình mới nghe lời Đức Thầy đã dạy đó Quốc Tạo và cháu Văn Liêm hả? Văn Liêm. Nó có cái này, bị như Thầy đã nói rồi, mình phải cố gắng đi. Thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh, có nghĩa là tôi sống với hai cháu ở đây, phải không? Mà tôi không có ham muốn sự giàu sang, thấy không? Không muốn tranh chua dưới đời, thấy không? Không muốn làm thế nào để cho hơn người ta hết, thì tức là mình đã bước vô một bước nào đó nhỏ nhỏ trong cái câu này. Bởi vì Thầy nói rồi, cư trần bất nhiễm là người thánh đó, là tức là ta mình ở thế gian này mà mình không có nhiễm cái sự là Đức Thầy nói nhiễm trược đó, là nhiễm tất cả hết là nhiễm trược rồi, thấy không? Bởi vì là cái gì mà nó không còn thanh là nó trược hết rồi, mà chúng ta đã bước vào được một bước, tức là không nhiễm trược được một phần. Rồi hơn nữa là Đức Thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tột, chúng như tôi và hai cháu, thấy không? Mình đã sống chung trong một ngôi nhà của đạo, thấy không? Mà mình có một sự là hòa hài với một cái tư tưởng đoàn kết, thương yêu và chia sẻ đùm bọc cho nhau những gì mà Đức Thầy đã dạy cho nhau, để khuyến tấn cùng nhau tiếp bước trên con đường học Phật và giải thoát. Thì đó là gì? Đó là chúng tôi và quý vị mới là không được nhiễm lẫn tục. Rồi chúng ta lẫn tục mà chúng ta không mê mà, không thấy không? Chúng ta không mê thì chúng ta phải đã có một cái niềm tin nào đó. Bây giờ nếu cô bác đồng đạo nào mà bây giờ đừng có mê. Mê gì cô bác? Mê cái danh thôi, thấy không? Ai nói ông này làm đó ngon lành quá, cái khoái quá trời, tôi làm được, miếng nói được vậy cái tôi khoái quá, tôi phải làm thêm. Đó là danh đó. Rồi cái gì mà có cái lợi cho mình đó, nha. Sống mà tiền bạc nhiều quá là cái lợi, thấy không? Còn hơn nữa là giả sử như tôi đi, nói thật với quý vị, nếu hôm nay tôi là 60 mấy năm học đạo rồi mà tôi thấu chuyển trên bước đường tu rồi thì coi như là thôi, không còn cái người tu của tôi nữa. Vì thế mà Đức Thầy đã khuyên trong cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian như thế này nè cô bác. Nghiệp chướng lăn loàn hại sát thân, thấy không? Chỉ có cái nghiệp của chúng sinh thôi mà nó sẽ hại cái thân xác của con người đau khổ dài dò trong cuộc sống ở thế gian. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà cô bác nào muốn tu đó thì phải nghe trong cái bài là Thập Thủy Thủ Liên Hoàng Thi, tức là bài Tỉnh Bạn Trần Gian, thì quý vị đọc hết thì quý vị sẽ coi đó là phương châm hành đạo mà Đức Thầy đã dạy cho đồng đạo chúng mình. Và hơn nữa, chúng tôi và quý vị phải nghe lời của Đức Thầy dạy trong bài Con Cò Tào Hảo. Bây giờ muốn đạt được ý nguyện của mình thì cô bác anh chị mình làm thế nào để đạt đây? Rồi bây giờ đó, con người mình có ngũ quẩn không? Dạ có nè, thấy không? Phá ngũ quẩn thì chúng tôi và quý vị mới rất là tham ái. Nếu phá được cái ngũ quẩn đó thì chúng tôi với quý vị mới đem lại cái hạnh phúc cho cái bản thân của mình mà Đức Thầy đã nói. Phá ngũ quẩn kiểu đó là cái tham rồi,
À, con người mà còn ngũ uẩn trong đó là nó năm cái món đó, nó tham đó nè, còn nó không được, thấy không, năm món nó tham nha. Mà phá ngũ uẩn thì phải rước lành tham ái. Mà trong đó cái ngũ uẩn này có gì? Có sân si. Quý vị thấy rõ ràng thầy nói nè, ở trong bài Công Tào Áo nè: phá ngũ uẩn rước lành tham ái, cội ta sân si ta phải cũng phải tảo trừ, cũng là cũng như là làm cỏ đó quý vị ha, phải làm cho hết cái rễ gốc. Nếu mà còn rễ gốc ra rồi sân si nên nó còn, thấy không? Cho nên thầy nói phải tảo trừ, tức là dét sạch. Nó quý vị thấy rõ ràng không? Bị lời thầy nói đó, cho nên thầy nói lời ta nói có ngàn lắm nhỉ. Để đây rồi chúng quỷ hiêu lầm cô bác anh chị ơi, ráng nha, ráng mà tu đi nha. Đó, cho nên thầy nói đó, phá ngũ uẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ. Bây giờ đem về, đem cái gì về quý vị? Đó, đức thầy nói rõ ràng mà chúng tôi và quý vị không làm thì thôi à, thôi là nó uổng dữ lắm, là uổng, là uổng tại vì uổng là cái kiếp của mình ăn chay. Nha, là kiếp của mình tu học, là thầy nói ra là đem về giác tánh, tức là cái giác tánh là gì? Giác tánh tức là giác ngộ thực tướng để tu tập giải thoát. Nếu mà đồng đạo chúng tôi và quý vị không giác ngộ trong sự thật tướng giải thoát đó nha, A Di Đà Phật đó, thì coi như là cũng uổng cái công mà đức thầy đã dạy cho mình trong cái bài của ông Cò Tào Hảo, thấy không? Vì ở đây đó ông Cò Tào Hảo mà đức thầy dạy cái bài này đó là cô bác anh chị mình, tôi chỉ lấy một cái đoạn nào để mà chúng ta buông bỏ đó, chúng ta thấy được đó, thì như đồng đạo Quốc Tạo hỏi đó là khi biết khổ thì chúng ta phải làm gì đó, thì biết khổ rồi chúng ta phải bỏ cái này, thấy không? Trong buổi khổ mau mau đến khổ là phải bỏ cái tham sân, cái tham sân, cái sân hận và cái mê si này đi, bởi vì còn cái tham ái này thì làm sao mà mình đem lại cái giác tánh chân như mà đức thầy nói đó, đem về giác tánh chân như. Tới chừng đó rồi quý vị thấy không, là cũng như Đức Phật ngày xưa thôi, kim thân thị hiện rồi ngon lành không cô bác anh chị, thấy không? Thường thường đó quý vị thấy không, Đức Phật chỉ có 6 năm khổ hạnh à, thấy không cô bác anh chị? Mà Đức Phật hiện giờ được thế giới ca tụng ngài là một vị Phật ở thế gian. Còn đức thầy sao cô bác anh chị thấy không? Thấy chúng ta tín đồ đức thầy mà chúng ta thấy chúng ta hổ thẹn với ngài không? Hổ thẹn lắm đó, nói thiệt á. Không biết cô bác anh chị nào sao nha, chứ tôi nói thật tình tôi hổ thẹn đó. Vì nội chỉ có đức thầy nói trong giờ quyển 1 đó, chỉ không trong 6 khắc à, thấy không? Mà đức thầy biết liền thiên cơ rồi. Thấy không? Còn tôi đó là quý vị ngang dốt thấy mồ luôn, thấy không? Học giáo lý giờ trước quên sao. Mà khi nói chuyện cho đồng đạo thì không biết nhờ ở trên gia hộ sao mình có giáo lý ra để mình nói, chứ thật sự quý vị tự nhiên vô hỏi tôi cái tôi quên trời. Nó thật sự nó nói rồi cô bác tôi vui quan hỷ cho tôi đi nha. Bởi vì á là đức thầy dạy, tại vì cái năm này cũng cái này cái chấp của mình đó nghe nha, cái nào cũng có nói thẳng với quý vị đi, cái chấp nè. Đức thầy nói đức lục tổ ít ai dám sánh, người nói dốt mà nói pháp quá rành. Thôi mình tu dốt như ông lục tổ được rồi cô bác ơi. À, chính tôi nè, tôi nói tôi thôi, hồi xưa cũng mè. Cái này là cái gì nè, cái này là cái sự hiểu lầm mà mình cố chấp. Nói thật quý vị đó, chứ là khi giác ngộ được rồi đó thì ai không muốn có trí tuệ, phải không cô bác anh chị, phải không? Cho nên bây giờ thôi, bây giờ mình nếu đã biết cái khổ rồi mà đức thầy nói trong bài Thiên Lý Ca này đó, thì mình gắng cố gắng nha, cố gắng để mà mình tìm cái hết khổ này đi. À, vì gì đó, kim thân thị hiện mới dứt trừ tử sanh, mà không còn không có tử sanh thì cô bác anh chị thấy mình là gì? Mình không còn bị luân hồi trong 6 nẻo. Mà trong cái bài cũng cái bài này nữa mà đức thầy đã nói cho ông Cầu Tào Hảo đó, khôn lần nha, luân hồi 6 nẻo khôn lần bước ra. Bây giờ đồng đạo mình chúng ta không bước ra thì chúng ta chứ đâu phải là đức thầy, phải không quý vị? Mà cũng như quý vị đồng đạo đó nghe thấy rõ ràng rồi, cái sự mê lầm hay là cái sự không hiểu được đà giáo lý nhiều hơn là do mình thôi. À, tại vì mình quá cố chấp trong cái sự tập tu mà thôi. Bây giờ mình biết được rồi thì thôi, thì đức thầy đã nói là luân hồi 6 nẻo khôn lần bước ra, rài tỉnh ngộ. Quý vị thấy không, trong bài ông Cò Tào Hảo quyên thâm lắm cô bác ơi. Rài tỉnh ngộ ái hà. Ái là gì? Ái là chữ yêu, hà là biển cả. Các quý vị thấy không, cái tình yêu của đồng đạo chúng tôi và quý vị đó, nếu mà bước vào đó rồi đó thì cũng như con người sống trong cái biển cả đó. Quý vị thấy không, biển cả là gì? Trong đó đó là sóng gió, là suốt ngày suốt đêm. Chừng nào mà
không có bão, không có gió thì biển nó mới lặn được cô bác anh chị. Còn nếu mà ái chứ ai trong cái ái này đó nha, nếu mà nó có yêu rồi nó khổ lắm, cho nên thầy nói dài tỉnh ngộ ái hà quyết đức đèn đạo tâm. Đèn đạo tâm là gì quý vị? Là giáo lý và trí tuệ của Đức Thầy đã chuyển lại cho đồng đạo chúng sanh chúng tôi và quý vị từ câu từ chữ mà Đức Thầy đã nói, thấy không? Là chúng tôi và quý vị phải cố gắng để dẹp phá đi, rồi chúng ta sẽ thấy được những gì. Dài tỉnh ngộ ái hà quyết đức, quyết bỏ. Đèn đạo tâm tức là đèn, tức là ngọn đèn soi sáng chân tâm của chính mình mà Đức Thầy đã nói. Đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Và khi tu, chúng ta cùng tu cái gì? Chúng ta tu cái gì, kính thưa quý đồng đạo? Chúng ta tu cái gì mới được? Mà Đức Thầy nói đó, tu cầu cho đạt ngũ hương, thấy không? Mà bây giờ năm cái món chư hương này quý vị thấy không? Quý vị thấy trong cái bài Công Cò Tàu Hảo này quý vị thấy ngon lành chưa? Thấy không? Ngon lành, mà tại vì chúng ta không biết đường đi vô, không biết được chúng ta tránh thôi, thấy không? Chứ mà cho tránh vô đầy ngon lành. Một là giải thoát, hai giải thoát tri kiến hương. Bây giờ giới hương chứ, trong Đức Thầy dạy đó là người ta giảng bài giảng học mình đó là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương, thấy không? Tức là năm cái món chư hương này mới kết thành một cái là trọng yếu của nó là trí tuệ, để chui rèn như thế nào, để buông bỏ như thế nào mà đem về giác tánh chân như. Thì đó, Đức Thầy đã nói rồi như nãy đó, giác tánh chân như kim thân thị hiện mới dứt trừ tử sanh. Mà nếu còn tử sanh, còn luân hồi trong sáu nẻo thì chúng tôi cũng xin cô bác anh chị mình cố gắng, thấy không? Hôm nay thì mình trao đổi với quý vị là trao đổi bằng cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ thôi. Mà cô bác anh chị nào có cái sự kiến thức nhiều hơn đó thì chúng ta phải đọc câu giảng của Đức Thầy. Trong bài Ông Cò Tà Hảo đó, nói là nói, mình nói với cô bác anh chị là nói một lời thường nhỏ nhỏ vậy thôi. Chứ sự thật với cô bác anh chị là kinh không đó. Quý vị đọc lại thứ coi. Giống như là ngũ hương cũng là kinh, phải không? Mà giác thánh chân như cũng là kinh, phải không? Là trí tuệ bát nhã cũng là kinh hết. Cái gì cũng là kinh hết trơn. Nhưng mà tại vì mình học giáo lý thầy mình đâu nhớ được biết kinh, thành ra mình nói theo cái ý của mình đã học được và làm được những gì mà Đức Thầy đã dạy. Rồi chúng tôi và quý vị đã cố gắng làm thôi. Làm như thế nào nè để cho chúng ta là không còn khổ, như lời Quốc Tạo hỏi, nếu trong buổi khổ, trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng cầm vào đến chỗ an cư. Thì bây giờ chúng tôi hồi nãy chúng tôi biểu quý vị phải tránh đi là sự là tham lăng sân nộ mê si, và chúng tôi và quý vị phải làm thế nào để tạo điều kiện cho mình đem về cái sự giác ngộ thật tướng, phải không? Thì chúng ta mới thấy được cái sự tánh của chúng ta. Mà hơn nữa thì ở đây đó thầy nói rằng trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng cầm vào đến chỗ an cư. Mà an cư chỗ này quý vị thấy là rõ ràng rồi, thấy không? Đọc trong bài mà cho thập thủ liên hoàng thi thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ thầy nói nếu biết khổ, trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng cầm vào đến chỗ an cư, học câu nè, chỗ này nó đúng vào ở chỗ phương phải tại thu tập, thấy không? Mà trong cái bài mà Tỉnh Bạn Trần Giang có nói đó, kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, buổi này là buổi gì? Buổi này là buổi bệnh dịch, phải không cô bác? Phải không Quốc Tạo? Vì thế đó mà trong cái bệnh dịch này mà chúng tôi và Quốc Tạo cùng toàn thể cô bác đồng đạo của mình có nhẫn nại được hay là không?